Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại tỉnh Long An, giáp ranh với biên giới Campuchia. Thì đây là cái xóm Việt Kiều không quốc tịch tại tỉnh Long An. Và đây là những căn nhà lụp sụp của nhiều cái hộ dân tại tỉnh Long An. Những đứa trẻ ở đây nè các bạn. Ở đây thì mình đi cùng với Phong Bụi và Lê Nguyễn. Đây là các bạn. Nhưng mà con nói riêng cái xóm bên đây này, cái xóm này. Chỗ này đó hả? Dạ. Dạ em biết ở đây là coi như gốc dưới Đỗ Văn Thành, dưới đây Trần Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Tiền. Cái này hai hộ này không có nhà ở, ở chung một nhà. Dạ. Hai hộ không có nhà ở chung bây một giờ, nhà. Dạ, bây giờ như thế này, trước khi tụi con cảm ơn một ít quà. Dạ. Gửi cho mỗi hộ xíu xíu thì dạ. Cô giúp giùm con, cô kiểm tra giùm bao nhiêu hộ. Dạ. Nha. Dạ. Với lại cho con hỏi thăm là tại sao mà ở đây người ta gọi là cái xóm Việt Kiều vậy cô? Tại vì người ở trên cam xuống. À, cô là ở Biển Hồ. Dạ, ở Biển Hồ. À, ở Xuân Riệt hay là ở tỉnh nào ạ? À, dạ ở Dung Luông mình á. À Dung Luông bây giờ lên đâu, lên bờ rồi mà. Dạ lên bờ, có số lên bờ rồi, em thấy lên bờ quá trời rồi, miên nó hiếp áp quá rồi, mình đi về Việt Nam sống. Dạ. Dạ. Còn một cái tên nữa mà ở đây mà mọi người hay gọi đó là sớm không quốc tịch. Vì sao vậy cô? Cô không biết luôn. Dạ. Cô dạ. Bây giờ có quốc tịch Việt Nam chưa? Có rồi. À. Ừ. Vậy thì cái tên đó chắc có lẽ là vài năm trước, tại vì khi mà vài năm trước con có đi ngang qua đây thì nghe bà con nói là cái sớm này là không quốc tịch này. Dạ. Thì lúc đó thì mọi người chắc ở Campuchia về vẫn chưa có quốc tịch ở Việt dạ, Nam. Dạ đúng dạ. Rồi. Ở đây thì đa số bây giờ người ta có quốc tịch hết chưa cô? Có nhập quốc tịch là cũng như là có giấy tờ của xã chưa, huyện chưa hả chú? Dạ đúng rồi á. Có nhưng mà ta chấp nhận cho mình ở hết trơn rồi, có giấy thì ta chưa có gớt lại. À nhưng mà người ta chấp nhận. Dạ nhưng mà ta chấp nhận rồi hết rồi. Dạ. Dạ. Cũng khỏe rồi, cũng đỡ. Dạ. Bé em bé đây là sinh ra ở Việt Nam hay là bên Campuchia cô? Nhỏ này thì sanh ở Việt Nam mà thời gian trước có như đi mặn theo chọ, cái nó đẻ theo chọ luôn. À dạ. Dạ. Vậy là bây giờ là giấy khai sinh ở mình chưa luôn. Có giấy khai sinh. Nhưng mà xã cũng làm cho mình rồi mà chưa có được gớt qua lại. À, dạ. Dạ. Thế bé này nó không phải linh đinh ở trên biển hồ lại về Việt Nam 7 ngày đây đúng không ạ? Dạ. Ở đây đồng chí này ạ? À, nhỏ này thì cứ hộ nhà ở dưới kia. Dạ. À, đây là những đứa nhỏ tại cái xóm Việt Kiều. À, mấy đứa có đi học không? Có. Đứa có, đứa không đúng không? Dạ. Con là đi học lớp mấy rồi? Lớp 1. Con là lớp 1. Con này không đi không? À không đi học. Tụi con là anh em hay là chồng xóm nhau? Chồng xóm. Chồng xóm. Ngày xưa là tụi con biết tụi con ở đâu không? Dạ biết. Ở đâu? Ở Campuchia. Ở Campuchia. À về đây thì có hộ khẩu chưa? Chưa. Chưa. Có giấy khai sinh không? Dạ có. Có giấy khai sinh rồi. Dạ. Ở Việt Nam đúng không? Dạ. Hay là Campuchia? Việt Nam. Việt Nam. Ừ. Ở đây thì ba mẹ đâu rồi? Dạ ba mẹ đang đi làm kho rồi. Ba mẹ đi làm gì? Làm kho. Làm kho. Dạ. Làm kho cho người ta ha. Làm kho cho người ta. Ba mẹ con đi. Ba mẹ con đi đâu? Đi giăng lưới á. Đi giăng lưới. Dạ. Giăng lưới bắt cá. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 3 tuổi. Con 3 tuổi. Còn con mấy tuổi? Không biết tuổi. Tại sao không biết tuổi mình mà không biết hả? Mấy tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi. Ở đây là những đứa trẻ nheo nhóc rồi chơi với nhau như dưới mấy cái nhà lá này nè. Rồi ban đêm tụi con ngủ ở đâu? Dạ ngủ ở dưới nhà. Dưới nhà, còn ở đây là ai ngủ? Anh ngủ. Anh ngủ, chị ngủ. Ở đây các bạn ngủ ở cái bình này nữa này. Cái đó chị ngủ. À chị ngủ. Những cái nhà tạm bợ, những cái nhà tranh. Đó các bạn. Có một cái cầu đặt tên là cầu Sài Gòn. Chợ Sài Gòn là tại Nam Bên... Giang mình. Dạ. Dạ. Thì ở đó thì người Việt mình sống khổ lắm, sống khổ hơn bên này luôn à. Dạ khổ. Hôm nay con tới là quay trở lại. Dạ. 5 năm rồi con quay trở lại con thấy là đời sống bây giờ khá hơn xưa. Dạ. Năm dạ. 2014 khi con đặt chân tới đây là không có những căn nhà gì đâu. Dạ. Lúc đó là những cái xuồng nhỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Xuồng này gán xuồng nọ. Dạ dạ đúng rồi. Rồi có những cái xuồng mà 7 ngày lên đên từ biển hồ về đây thì dạ. Nó bị đục hết rồi, nó dạ, bị đục. Dạ dạ dạ. Đúng rồi, chú nói đúng. Dạ. Cô có thể kể cho con cái hành trình mà 7 ngày từ ở biển hồ đi về đây gặp khó khăn như thế nào, có lên đên ra sao không? Em cũng lên đên dữ lắm, lên đên dữ lắm rồi cái em về đây một chạp.
về đây rồi cái đàng hoàng cũng khổ lắm. Bữa hôm lúc trước á, cái nhà em mà không phải được cái gì đâu, ở rồi nó sạch xuống siêu qua bên đó trơn gì đó, rồi mới đi mặn, mấy đứa con mặn sống nhau mặn mới kiếm tiền, đứa vài triệu vài triệu mới cắt lại ở, nó mới sửa lại được gì. Dạ cũng con... khổ, cũng khổ lúc lúc dữ lắm. Dạ cô ơi, con có nghe nói là có những cái chiếc xuồng mà đi từ ở biển hồ đi về đây á, dạ, là nó bị lũng, bị sập. Đúng rồi, có luôn. Rồi có những người bỏ mạng luôn. Dạ dạ có. Thì hồi xuồng, chiếc xuồng của mình đi từ đó về đây có bị gặp trắc trở gì không? Thì đi ra tới sông Nam Giang á, nước chảy rồi đó, bà chị này nè, bà đi về tới Nam Giang cái bà chìm. Bà chìm hết trơn, vì cái sông Nam Giang, vì cái bà gán lặng, bà lấy đồ lên. Dạ khổ lắm chú ơi, đi gian nan khổ lắm. Bao nhiêu ngày thì mới về ạ? Nói chung ra đi tới đâu ngủ tới đó dưới xuồng vậy đó. Ồ. Cũng 5-7 bữa, 5-10 bữa mới về tới đây. Dạ khổ gian nan lắm. Nếu mà ai mà trải qua cái cảnh mà thuyền nhân á, thuyền nhân mà từ Việt Nam đi sang Phi Lục Tân rồi á, các cái nước ấy á, sau năm 75 á, thì sẽ cảm nhận cái gian nan giống y như người Việt mình là từ biển hồ về Việt Nam nhé. Đúng rồi. Chiếc xuồng lúc đó nhỏ bé lắm, khoảng chứa khoảng 5-7 người thôi. Nhưng mà công nhận hay, đi trên cái dòng sông Nam Vang sóng dập dìu lắm. Con đã từng đi trên dòng đúng sông rồi, Nam Vang rồi. Đúng rồi, chứ nói có đúng ai rồi bỏ đó mạng trong quá trình mà hồi hương không cô? Có nhiều lắm chú ơi, chảnh đi mặn gì nữa, có khi chìm xuồng cái đầu chết hết gia đình cũng có nữa. Cái lúc mà mình đi là mình đi theo đoàn hay là như thế nào? Không có đi theo đoàn, như là thôi mà đi bắt cá rồi mạnh ai nấy chạy đi dân lưới bủa câu rồi cái hô trời dân bão lên đó, rồi cái tối mà chợ cái sắm quá chợ cái chìm xuồng nhìn ghe đâu có ai tiếp ai, đâu có ai cứu ai được. Dạ mạnh ai nấy sống gì đó. Dạ. Ai kiếm được thì sống, ai không kiếm được thì thôi. Từ lúc mà cô di dân về đây sinh sống á, cô còn lưu giữ liên lạc với những người hàng xóm ở biển hồ? Nhớ gì giữ liên lạc thì cũng nhiều dữ lắm, mà cũng như là người ta cũng ý định, ta cũng tính về đây sống dữ lắm, mà sợ xã này như là nó không có, người ta không có nhận nữa, là người Việt Kiều đi xuống như tỷ ở đây quá đông rồi, người ta không có giữ dân được hết đó, chứ người ta cũng định gì dữ lắm. Cái lúc mà mình đi ghe về Việt Nam á, thì mình mang theo lương thực trên ghe hay sao? Lương thực có mang theo thì có đi là đi cũng như quần áo rồi cơm nước rồi nấu ăn trên đó vậy, chứ không có mang gì như mình đi mình khăm gì cho nó gọn ghẻ vậy đó. Tới đâu là dân lưới rồi tới đó. Dạ. Dân lưới rồi dân câu tới đó rồi kiếm ăn rồi đi xuống dài xuống đây hoài. Dạ. Ngoài những cái hộ ở bên trước thì bên sau đây cũng còn một số hộ. Đây các bạn, lúc trước thì người ta sinh sống ở dưới mấy chiếc xuồng này nè, xuồng mà người ta lập bạc để ở. Thì bây giờ người ta có điều kiện hơn một tí, có nhiều người biết hơn, nhiều người giúp đỡ hơn, thì người ta bắt đầu cắm cọc để lên bờ. Mình Việt Kiều Campuchia hả? Việt Kiều hả? Cho em ghe lên em thăm nhà mình xíu được không? Dạ dạ. Cho xuống cẩn thận nha. Dễ té lắm. Bây giờ muốn lên trên căn nhà của gia đình chị là phải đi qua một chiếc ghe hỏng nè, ghe này bị mục rồi. Ô ô, cô té trâu ơi. Đi sao chị? Đây đây, anh đứng đây, đứng em đẩy qua cho, em đẩy qua cho, đi đi đi. Di chuyển. Cẩn thận. Ít đâu mà nhiều ạ. Đường trước là phong bụi các bạn, không biết đường đi qua rồi. Đây là một chiếc ghe bị hư và người ta neo để làm cái con đường. Lên. Khá là trong trên. Ôi. Rồi. Kéo vô phao ơi. Gia đình mình bao nhiêu hộ hết, bao nhiêu người hết anh? Hai hộ. Hai hộ hả? Hai ông bà già. Con ông bà già cũng hộ riêng.
À. Em thích gò rồi không có ở chung đây lê, ở tạm đây luôn. Dạ. À. Vậy là nhà mình là giờ hai con, anh chị với ba. Ông bà già nữa, một cháu nữa. Ba thằng trai chắc lớn đi bán vé số rồi đúng không? Qua rồi, này lớn nè. Lớn hả? Thứ ba đi chung nội nó vô lưới. À, à ngoài đây đúng không anh? Dạ, đang vô lưới nè. À. À. Vậy mà hồi nãy hỏi phải Việt Kiều không? Nó không phải. Cần. Tí nữa lên xe ô tô chú có bánh nha. Con đi lên trên đất liền á. Chú có chở bánh cho con. Con ngồi xuống đi, chú cho bánh kẹo. Con ăn ngon lắm. Anh chị về đây là được 3 năm. Đây là chắc 4 năm, vô 4 năm. 4 năm vậy là anh chị đi đợt sau chứ đi đâu phải là... Trước cũng có đi về mà đến ngay chụp trước thì về thấy khó sống. Về bên kia. Rồi giờ thấy đảo về miên lợi làm chập nữa mới đi về đây luôn. Người ta đi trước rồi, ta làm đây có lấy như đây dễ sống hơn. Hồi đó bên Miên thì mình làm gì anh? Dân lưới dân câu. Dân lưới dân câu, còn về đây? Về đây đi làm mướn. Đi ban đêm ngày về. Đi xe cá chiều 4 giờ em đi rồi, 3 giờ mấy 4 giờ em đi rồi. Nhưng mà về bây giờ về Việt Nam sống sướng hơn hay là ở bên Cam sống sướng hơn? Ở đây thì sống khỏe hơn. Nó không có bó buộc mình gì. Còn ở trên Miên thì ngay ra sâu ra thì không có thằng này ăn, thằng kia ăn. Đủ thằng hết á. Đông quá. Ở bên đó chắc cả ngàn người Việt mình sinh sống ở đó luôn hả? Việt Miên thì lừ đâu đây đông lắm. Đây ông nội về nè. Chào. Vinh. Đó. Vinh. Bạn nhỏ này là để đi phụ ông đánh lưới nè. Giỏi dữ ta. Giống cho Vinh á. Có được cá gì không ông? Bỏ lũa mà được gì? Dạ. Cứ cá ăn này nè, cứ cá ăn. Đó, ông nội đi giăng lưới kiếm cá chiều nấu á. Hai ông cháu đi, sao ông để nó ở nhà cho mát không? Trời ơi, rồi đi với trời ơi. Rồi đi. Mà hai ông cháu mới đi đánh lưới bắt cá. Có. Xíu nữa lên bờ với chú nha, chú cho bánh nha, lên xe chú cho bánh. Con nghe nói là từ bên Campuchia về đây á, qua cái dòng sông Nam Bang ấy, sóng nó dữ lắm mà sao mình về được hay à? Dạ, đi cặp mé rồi. Cặp mé. À, có nó sóng có thời buổi chứ không phải sóng mỗi tấm ba tới chiều đâu. Khi gió vậy 12 giờ em ngu đó mặc sức mưa lon. Chạy qua đó cái dòi bển ở bển. Đi từ từ vậy. Dạ, ông có biết là lý do tại sao mà mình sinh sống ở biển hồ, sinh ra lớn lên ở biển hồ? Nó bị nó thèm gặp á, mặn thì cũng được vậy, mà không còn ăn nữa. 10 đồng vậy nó còn 3 đồng. Thiệt ra tụi con cũng khá thắc mắc là tại sao mà rất nhiều người Việt mình từng định cư ở biển hồ, tại sao không sống ở Việt Nam mà từ bao nhiêu đời rồi mình sống? Cái đó là cũng ham cá. À, hồi xưa đúng không? À, ham cá xưa đó. Cá chảnh bị dòng cá bành này nè. Cá bự không ạ? Ừ. Còn à. Xuống đây thì cái nít tí nè bắt rồi không quen. Dạ. Cái sống định cư ở biển hồ luôn. Có một đặc sản ở biển hồ mà con rất thích đó là cá tra lan phòng. Cá đó mà phơi lên mà chiên ăn là số 1 luôn. Sẽ là cái loại gì nè? À, đặc sản cá tra biển hồ á. Dạ. Giờ là bên đó là hết cá rồi. Cũng còn mà ít. Mà nó quá cày mà. Quá kem là sao? Nó kèm gạt, nó lợi xin tiền mình không cho, nó lấy nó. À, chính quyền địa phương, công an địa phương đó, đúng không? Dạ. Ừ. Vậy thì mình không có giấy tờ, không có giấy tờ đánh bắt nè, không có giấy tờ thân quốc tịch nè, là sẽ bị lấy lưới, rồi sẽ bị phạt. Con nghe nói có thậm chí là bỏ tù nữa. Có. Bỏ tù mấy ngày? Chà, nhầm tội rồi nặng mà nhẹ. Nó cấm mình lưới ra cấm ta không cho bủa nữa à, tới năm rồi đó làm tới tháng ta đã ra cấm mà mình càng đi bủa đó nó bắt được cái ba năm tù. À, 3 năm cũng 2 năm tội nặng tội nhẹ đó. Ăn cướp thì mười mấy 20 năm lên. Cũng như mình đây gì đây mà nó giết người ta quá thì cũng ở tù mười mấy 20 năm 6-7 năm. Nhưng mà sao, tại sao ông lại quyết định từ khi nào ông quyết định ông suy nghĩ là dời cả dòng họ bà con mình từ bên biển hồ về Việt Nam sống? Tôi ra là bây giờ tôi đi tôi nghe đó rồi đó, tôi rút con tôi rồi đi miên một ổ xuống luôn.
bị cái trong phòng ấy nó bắt cái rồi, trong phòng miên bắt cái rồi nó ngay nhờ bên cái bộ đội không dám bắt chung nhau thả. Nhưng mà mình có suy nghĩ nhiều không, phải mất mấy ngày suy nghĩ là thôi bây giờ về nước đi, về nước sinh sống đi. Gì nước sống là khỏe rồi còn gì nữa. Tôi về đây tàn ra lục bình đúng không? Vớt lục bình để sống. Một ký lục bình bây giờ bán được bao nhiêu không? 16, 17. 17 ngàn một ký lục bình. Nhưng mà phơi một ký cũng cực lắm á. 10 ký đường ký. 10 ký lục bình tươi. Mới được 1 ký lục bình khô. Này cũng sợ không, mình không bị sông gió mà không bị ai nói không lại đâu mà ăn. Chứ có ai lại lấy mình. Đây con có cái món quà nhỏ gửi cho gia đình mình. Đây là cái món quà của cô Hệ Dung. Nhờ con gửi cho bà con của mình. Con gửi trước gia đình mình 500 nha. Tí nữa lên trên xe con trao một thùng mì gói với một ít bánh cho mấy cháu. Mì gói khi nào đói mình ăn sáng cũng được. Dạ con gửi cho gia đình mình 500. Đây, cho bánh cho con. Giặt lục bình cho con này, đó chân này. Nên là đỡ đây. Mượn đắt thì không dám mượn, mượn thì là không có tiền mượn. Năm thì tới chưa giờ. Thôi tôi chắc tụi con xin phép lên trên bờ. Mấy cháu lên như chú luôn nha. Giặt rồi. Rồi con đi xuống đi con. Rồi đây đây. Đi con. Mấy nhỏ là ghê lắm. Lên nha. Mấy chú là leo lên là sợ té lên đi xuống mấy con nè.